chương 1, nghe chọn bộ tại mê com Steven Riker thả bộ đến văn phòng của anh ở Riker E với sự nhàn tản đặc trưng, vừa hút một điếu thuốc mà anh vẫn ghét trong khi anh đầy tấm kính xanh giữa tiếng lầm bầm khe khẽ. Một chương cuộc đời mà anh đã đóng cánh cửa lại 4 năm trước bây giờ lại mở ra, hé lộ vết thương lòng dỉ máu. Mách đã quay lại, chương 2, nghe chọn bộ tại mê audio com mách tự hỏi không biết cô có còn đang thở không nữa cô đang bị trêu chọc nhưng steve không có vẻ hay dấu hiệu gì cho thấy anh đang đùa cả steve cô thì thầm đôi mắt anh hạ xuống miệng cô khi đầu cô dựa vào ngực anh gương mặt anh biến đổi khi tên anh được thốt ra từ miệng cô đôi tay anh ôm chặt lấy eo cô đến mức có thể làm nó thâm tím và khuôn mặt anh căng ra miệng như cánh hồng sinh anh nói với giọng là lạ tôi gần như đã ôm em một lần mách cô cảm thấy chính mình đang rung lên như một dây đàn u sầu anh đã đẩy em ra cô thì thầm tôi phải thế có một sự giận dữ trong sâu thẳm đôi mắt ánh bạc của anh em mù quáng như một cô ngốc anh nhả ra từng từ đến bây giờ em vẫn không biết vì sao ư cô không biết cô đơn giản nhìn anh chằm chằm đôi mắt xanh dương mở to trong vắt và vô cùng nghiêm túc anh gầm gừ, mách. Anh chút một hơi thở dài, thô nhám rồi mạnh mẽ buông bàn tay đang nắm chặt và đẩy cô ra. Anh thọc tay vào túi quần và nhìn chăm chăm một lúc lâu vào đôi mắt mở to, trong sáng của cô. Không, em không biết, phải không, anh nói nặng nề. Tôi nghĩ rằng em đã trưởng thành khi ở New York. Đôi mắt anh nheo lại và anh cau mày. Vậy chuyện về người nào đó muốn bảo trợ em là như thế nào, hử? cô bẽn lẽn mỉm cười ông ấy là người trông nom căn hộ của em ông ấy muốn nhận nuôi em chúa nhân từ cô mơn man những ngón tay mình trên cánh tay anh cảm nhận sức mạnh của chúng âu yếm chúng cô nghiêng đến bên anh dịu dàng với niềm vui sướng dịu nhẹ làm tăng thêm sức mạnh khiến anh rút tay khỏi túi và nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô thật sự là cuộc sống của em không có chỗ cho những rắc rối cô buồn bã nói thậm chí là với anh điều đó là không khôn ngoan. Cô cố thốt ra một tiếng cười từ cổ họng tắc nghẹn. Bên cạnh đó, em chắc là anh đã có đủ những người phụ nữ anh cần rồi. Dĩ nhiên anh đồng ý với sự thiếu thận trọng đáng bực mình và một vẻ đề phòng nghiêm túc. Nhưng tôi đã muốn em từ rất lâu rồi. Chúng ta hãy bắt đầu điều chúng ta chưa bao giờ kết thúc. Tôi muốn tẩy sạch em ra khỏi cơ thể tôi. Mách một chương ba, nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com nhận xét của david có ý nghĩa cho đến khi anh hộ tống mách vào nhà hàng nơi steve lạ chưa không có người đàn bà nào bên cạnh đang ngồi cùng một người arab cao đen tuyền mặc một bộ quần áo kiểu châu âu đắt tiền người đàn ông đứng lên khi mách và david đi tới cái nhìn chằm chằm của người arab đầy vẻ tán thưởng những phần nhỏ của trò chơi là lý do steve sẽ thấy vui với bộ quần áo của cô đã rơi vào đúng chỗ nhớ rằng trung đông không phải là một nơi khuyến khích tự do david thì thầm em đã ăn mặc rất hợp lý cho buổi tối hôm nay ôi các cậu bé cô giận dữ lẩm bẩm nếu cô nghĩ về điều đó cô đã mặc chiếc áo dài màu vàng tranh hở lưng của cô thật hấp dẫn thưa tiểu thư người ngoại quốc nói với vẻ thích thú lười lĩnh khi anh ta được giới thiệu với cô anh ta mỉm cười và bộ râu quai nón màu đen của anh ta giật giật anh ta đẹp trai khó tin với đôi mắt to và đen như nước anh ta đang quyến rũ mà không có vẻ gì hạ cố hay tấn công cả cô là một vũ công ư tôi tin thế một vũ nữ ba lê vâng mách nói một cách e dè cô mỉm cười với anh ta và anh là người đại diện cho nước anh anh ta nhướn một bên chân mày và liếc nhìn Steve nói sâu xa thì đúng vậy hãy kể cho tôi nghe về đất nước anh cô nói với sự thích thú thành thật hoàn toàn quên lãng Steve và anh mình anh ta kể trừ chuyện kinh doanh cho đến khi Steve bắn cho cô một cái quắc mắt qua những món điểm tâm và cà phê cô dịch người hơi không thoải mái dưới cái nhìn lạnh lùng đó và ahmed đột nhiên nhận ra người đối tác của mình anh ta ho khẽ Steve bạn thân mến tôi đã đi lạc đề tha lỗi cho tôi nhưng tiểu thư đây mới quyến rũ làm sao đến nỗi cô ấy đã xua đi mọi suy nghĩ về chuyện làm ăn khỏi tâm trí đáng thương của tôi không vấn đề gì steve nhẹ nhàng trả lời tôi xin lỗi mách chân thành nói tôi không định làm sao lãng anh nhưng tôi nhận thấy hiểu biết của anh thật lôi cuốn anh hẳn đã trải qua trường lớp xịn lắm, anh ta mỉm cười, Oxford, niên khóa 82, cô thở dài, có lẽ tôi cũng nên đến một trường cao đẳng thay vì cố học bêu. Thế sẽ là mất mát đáng buồn cho thế giới nghệ thuật nếu cô làm thế, thưa tiểu thư. Những nhà sử học có rất nhiều, nhưng những vũ công giỏi thì, lại thánh ala à hiếm như kim cương vậy. Gò má cô ửng hồng vì lời tân bốc và sự kích động. Những ngón tay của Steven mân mê chiếc nĩa của mình và nhìn chằm chặp vào nó, ha ha, anh ghen kìa mũ mũ. Về những chiếc máy bay mới chúng tôi sẽ bán cho các anh, Ahmed anh chen ngang. Ừ, chúng ta phải bàn bạc về chúng. Tôi đã bị dẫn đi chạch hướng bởi một gương mặt đáng yêu và một trái tim thân thiện, anh ta mỉm cười với mách. Nhưng nhiệm vụ của tôi không cho phép tôi sao lãng sự quan tâm của mình đến mục đích của chuyến đi này. Cô sẽ tha thứ cho chúng tôi nếu chúng tôi quay lại với vấn đề chính chứ, thưa tiểu thư." Dĩ nhiên rồi, cô nhẹ nhàng trả lời, "Em thật tử tế." Steven lẩm bẩm, cái liếc xéo sắc như dao của anh còn có ý nghĩa nhiều hơn những lời lịch sự. "Vì anh, Steven, chứ không gì khác cô trả lời từ tốn." Tối đó vừa dài lại vừa ngắn. Vẫn còn quá sớm khi David thấy mình tháp tùng anh chàng Arab cao nghèo lại phòng của anh ta tại khách sạn trong khi Steven dẫn Mike vào chỗ ngồi bên cạnh anh trên chiếc xe Jaguar của anh. Tại sao luôn luôn là xe Jaguar? Cô nghiêm túc hỏi khi anh vào xe và động cơ bắt đầu khởi động. Tôi thích Jaguar, anh vẫn thích anh đưa chiếc xe đẹp đẽ vào luồng giao thông. Để Ahmed yên, anh nói không hề màu đầu. Ahad, em đang bị cảnh cáo cô gật đầu. Thật quá tuyệt vời khi anh xem em như một người phụ nữ có mưu đồ quốc tế, ra ngoài trôm chỉa thông tin tối mật và bán nó cho các hãng địch thủ khác cô cao mày. Tuy nhiên, lúc này ai là địch thủ vậy? Mata Hari, không phải là em đâu, đừng đánh giá thấp em. Em có tiềm năng đấy, cô cố tạo dáng, với bàn tay để lơ lửng sau gáy, và nét mặt nhìn nghiêng hoàn hảo hướng về phía anh với một chút kiềm chế thận trọng em có thể sẽ tàn phá đó với một chút kiềm chế thận trọng em có thể được giấu trong một thùng dầu và thả trôi sông tới oklahoma anh chả có khiếu hài hước gì cả anh nhún vai không có gì nhiều để cười trong những ngày này không có trong cuộc đời tôi cô dựa má vào chiếc ghế mềm và theo dõi anh khi anh điều khiển chiếc xe mạnh mẽ thật kỳ lạ là cô luôn cảm thấy an toàn khi bên anh an toàn và bị kích động nói nhiều chỉ nhìn anh thôi cũng làm cô run lên em đang nghĩ gì thế anh hỏi em nghĩ tiếc là anh chưa bao giờ làm tình với em cô nói mà không suy nghĩ chiếc xe chệch đi và khuôn mặt anh căng ra anh không hề nhìn cô đừng nghĩ thế cô chậm rãi hít vào một hơi lần tay theo những hoa văn trên vải bọc ghế anh cũng không nghĩ thật sao em có thể là chất gây nghiện tôi không thích nghiện ngập đó là lý do anh hút thuốc cô đồng ý nhìn chăm chú vào điếu thuốc đang cháy đỏ trên bàn tay sẫm màu thon thả của anh anh liếc mắt sang cô sau đó cái nhìn giận dữ tôi không nghiện nicotine tôi có thể bỏ bất cứ lúc nào tôi cảm thấy thích bỏ thế có gì không ổn ngay lúc này vậy đôi mắt đen của anh nheo lại cái gì không ổn anh sợ là anh không thể làm gì mà không có nó, cô tán tỉnh. Anh ấn mở cửa kính, sau đó ném điếu thuốc qua khe hở. Cửa kính đóng lại ngay sau đó. Mách cười tâu với anh. Anh sẽ lung lay trong vài giây nữa, cô dự đoán. Trải sàn để tìm những màu thuốc cũ còn sót lại vài sợi lá thuốc. Xin sỏ những người lạ những màu thuốc bé xíu, không khôn ngoan đâu, mách cái gì cơ châm chọc anh á, tôi có thể quyết định tìm cách khác để làm bận tay tôi đấy, anh nói một cách đầy khêu gợi. Cô giang tay sang hai bên và nhắm mắt lại tiến lên đi. Cô mời mọc một cách kịch cọt cưỡng đoạt em đi. Chiếc xe đột ngột dừng lại và mắt mách mở bừng ra to như hai cái tách. Cô nhìn chằm chằm anh, kinh hoàng. Anh nhướn một bên mày khi đôi tay cô vòng quanh ngực và màu đỏ bừng lên mặt cô sao thế mách có gì không ổn hả anh hỏi một cách thích thú tôi chỉ dừng lại nhường cho chiếc xe cứu thương đi qua xe gì cơ tiếng còi báo động và ánh đèn đỏ nhấp nháy lướt qua họ và nhanh chóng đi xa mách cảm thấy như đang chìm xuống lớp trải sàn vì ngượng nghịu đôi mắt steven nheo lại chỉ còn như một khe hẹp anh vắt một cánh tay dài qua thành sau ghế cô và xem xét cô trong chiếc xe tối Tất cả chỉ là bịp bợm, phải không? Anh trách không phải tôi đã cảnh cáo em là chơi đùa với tôi sẽ đẩy em vào phiền phức sao? "Vâng," cô nói, "nhưng anh đã chơi đùa ổn thỏa mà không có em trong 4 năm qua." Anh không trả lời, tay anh trượt thấp xuống cổ cô và anh nghịch ngợm với một lọn tóc đã tuột khỏi búi. Mơn trớn nó trên da cô cho đến khi mạch đập của cô bắt đầu tăng tốc và cơ thể cô bắt đầu nóng lên trong sự im lặng hồi hộp. Steven, đừng, cô khàn khàn thì thầm, giữ tay anh lại. Để tôi khiêu khích em, mách anh nhẹ nhàng trả lời. Anh dịch đến gần hơn, thả lòng tay cô sang bên. Miệng anh lơ lửng trên miệng cô và anh bắt đầu lặp đi lặp lại, trêu ghẹo, mơn trớn, chỉ đến cổ họng cô trong khi hơi thở đậm mùi cà phê của anh tràn vào miệng cô và làm cơ thể cô nhoi nhói. Nó giống như đêm đầu tiên tôi đưa em ra ngoài. Em nhớ không, giọng anh thành một sự mơn trớn sâu thẳm, dịu dàng và tay anh làm cô run rẩy vì sự đụng chạm nhẹ nhàng của chúng. Tôi đã đỗ xe trong lối vào nhà em sau khi chúng ta ăn tối. Tôi đã chạm vào em, chỉ như thế này, trong khi chúng ta nói chuyện. Sau đó, em hấp tấp hơn, ít rụt rè hơn nhiều. Em còn nhớ đã làm gì không, mách cô nhận thấy khó mà vừa nói chuyện vừa thở. Em còn rất trẻ, cô nói, tự bào chữa cho mình. Em đã khao khát môi anh tách mở và trà sát lên miệng cô vừa hé ra, nhẹ nhàng nhấm nháp nó cho đến khi anh nghe thấy một âm thanh cô thốt lên sâu trong cổ họng. Em đã cởi khuy áo tôi và trượt tay em vào trong nó, ngay dưới eo tôi. Cô run rẩy nhớ lại điều đó thật sự là một điều chấn động. Miệng anh ấn vào miệng cô như một con sóng chiều, với một tiếng rên vang vọng trong sự yên lặng bao trùm chiếc xe anh nhấc cô lên xoay cô lại và tay anh lần xuống phía trong vạt chiếc váy đen của cô để ôm lấy vùng ngực để trần của cô rất nhanh cô trở nên cuồng nhiệt quằn quại với sự gần gũi đó anh dừng lại một lần cúi đầu mỉm cười với cô khi cô nằm ngả ra khao khát trong tay anh với ngọn lửa hoàn toàn đam mê lần đầu tiên cô cảm thấy trong đời anh đã biết khi đó và bây giờ em mới ngây thơ làm sao anh nhẹ nhàng nói hồi tưởng lại em không biết tại sao tôi phản ứng quá mãnh liệt chỉ với vài cái vuốt ve như thế cũng giống như lần đầu tiên tôi để cho em cảm nhận tôi tì vào em khi tôi hoàn toàn bị khuấy động em đã bị sốc và sợ hãi cha mẹ em chưa bao giờ nói gì với em và các bạn gái em thì cũng ngốc nghếch giống em họ chắc chắn thế cô lưỡng lự nói tất cả sách vở trong thế giới của em không chuẩn bị gì cho em trước điều sẽ xảy ra điều mà em sẽ cảm thấy khi một người đàn ông chạm vào em một cách thân mật cả tay anh lần lên vai chiếc váy đầm tìm tới chiếc khóa kéo chậm rãi nhẹ nhàng anh kéo nó xuống kiểm soát cử động hoảng hốt của cô với sự nới lỏng thận trọng đã bốn năm rồi và em muốn nó anh nói em muốn tôi Cô không thể tin rằng cô đang cho phép anh làm điều này. Cô cảm thấy như một thây ma sống dậy khi anh kéo chiếc khóa xuống thấp tới chiếc áo lót không quay đeo bằng gen mềm mại và nhìn cô. Bàn tay thon gầy, dám nâu chạm vào xương đòn của cô và dịch xuống, trượt qua bầu ngực cô trong khi anh vẫn nhìn cô trong ánh tranh tối tranh sáng. Miệng anh chạm vào chán cô. Hơi thở anh hơi thiếu ổn định. Cô cũng vậy. Cho tôi mở nó, mách. Tôi muốn có em trong miệng mình. Điều này luôn là vũ khí sắc bén nhất của anh. Cách nói thế này làm cơ thể cô bừng lên với khao khát tối tăm, nguy hiểm. Chán cô ngả vào cầm anh trong khi những ngón tay anh nhanh nhẹn cởi ba móc khóa nhỏ. Cô cảm thấy không khí mát mẻ trên người cô ngay khi anh quay lưng cô và nhìn xuống, vẻ mặt anh đột nhiên cứng lại, tự chủ và kìm chế. Lạy chúa tôi, có một vẻ tôn kính, trong cách anh nói, cách anh nhìn cô đôi tay anh giữ lấy vai cô như thể anh sợ cô có thể biến mất em đã để anh nhìn em vào đêm đó cô thì thầm vấp váp và anh đã đến với cô ta không không anh thầm thì cúi đầu xuống không mách miệng anh khép lấy nụ nhỏ căng cứng của cô và anh rên lên khi anh nâng cô lên ngửa cô ra mút lấy cô trong sự yên lặng đang bừng lên bởi sự đam mê và hứa hẹn ngón tay cô túm lấy tóc anh và giữ chặt trong khi miệng anh mang lại cho cô khoái cảm mãnh liệt nhất cô từng biết anh đã thử hôn cô như thế vào cái đêm xa xôi nào đó và cô đã chống cự lại có quá nhiều những cảm xúc bao trùm lên cô cùng với sự khuấy động dữ dội của anh và nhận thức đột ngột về sức nặng của thân hình anh trên cô đã làm cô hoảng hốt nhưng bây giờ cô đã lớn lên rồi với bốn năm kiêng khem làm gia tăng khao khát của mình vắt cạn những căng thẳng của cô đến chảy máu cô khao khát có anh miệng anh ngấu nghiến miệng cô trong khi những ngón tay mơn trớn quanh bầu ngư xê mềm mại rắn chắc cô cảm nhận lưỡi anh răng anh sự chậm rãi mút mát đó dường như lôi trái tim cô khỏi lồng ngực cô run lên hoàn toàn vô lực khổ sở khi áp lực nóng rực của miệng anh chỉ làm cho cơn đói khát gia tăng anh cảm thấy sự run rẩy của cô và từ từ nâng đầu lên khô ô ông cô nghẹn lời giữ lấy anh cố kéo miệng anh lại gần steve làm ơn làm ơn anh kéo khuôn mặt cô lại gần cổ anh và ôm cô đôi tay anh kiệt sức hơi thở anh tơi tả cũng như cô đi anh cô thổn thức níu lấy anh đây anh lần mở những khuy áo sơ mi và kéo cô vào trong áo anh ấn cô vào sát anh để khuôn ngực để trần của cô tì vào đám lông dày trên ngực anh khuấy động những cơ bắp đang căng cứng của anh mách anh khẽ hít vào ôi mách mách đôi tay anh dò tìm lối đi trên cơ thể cô trượt xuống bờ lưng lộ trần của cô trong cái vuốt ve kéo dài đói khát làm cho sự thân mật của họ trở nên nguy hiểm hơn nữa đáng sợ hơn nữa miệng cô phủ những nụ hôn dịu dàng lên họng, lên cổ, lên xương đòn anh và cô cảm thấy ham muốn giống như một lưỡi dao. Anh ngửa đầu cô lên và lại hôn cô, một nụ hôn sâu, dài, chậm rãi như thể không bao giờ dừng lại trong khi quanh họ đêm xuống thấp và gió thổi vi vút. Ở đâu đó giữa nụ hôn, cô bắt đầu thốt ra những tiếng thổn thức dạn vỡ vì tội lỗi, vì đau khổ và vì cơn thèm khát không nguôi anh ôm cô nâng niu cô đôi mắt anh cũng khổ sở như cơ thể chưa được thỏa mãn của anh nhưng cuối cùng từ từ nỗi khao khát của hai người bắt đầu lắng dịu đừng khóc anh thầm thì hôn những giọt nước mắt vừa rơi từ mắt cô điều đó không thể tránh được cô quay mặt để anh có thể hôn sang phía bên kia đôi mắt cô khép lại trong khi cô đón nhận sự âu yếm quý giá tinh tế khi cô cảm thấy môi anh miễn cưỡng rứt ra, cô mở mắt và nhìn vào anh. Chúng thật dịu dàng, chỉ thấy có cô, trong khoảnh khắc này. Dịu dàng và khao khát, và gần như dữ dội. Em chưa được chạm vào, anh nói khàn khàn, khuôn mặt anh tạc lên những đường nét cứng rắn, quen thuộc thậm chí ngay đây, tay anh vuốt khẽ qua khuôn ngực căng đầy để trần của cô và như thể cảm nhận về nó làm anh cuồng dại, anh cúi đầu xuống và dịu dàng lướt môi trên nó, hít vào hương thơm cơ thể cô. Hoàn toàn rõ ràng là chưa được chạm đến. "Em không thể cảm thấy như thế này với bất cứ người đàn ông nào." Cô thú nhận, run rẩy đến tận tâm hồn bởi lời thổ lộ đó. "Em không thể chịu nổi ánh mắt người đàn ông khác chạm vào em, nói gì đến tay anh ta." anh hít mạnh vào thế vì cái quái gì em lại bỏ đi quỷ tha ma bắt em em sợ vì điều này miệng anh mở trên một núm nhỏ của cô và cô kêu lên khi khoái cảm chớp nhoáng nó mang lại với sự tha thiết như thế em là một cô gái trong trắng cô hổn hển em vẫn còn thế anh kéo cô ngang qua anh một bàn tay to khỏe giữ hông cô tì vào vật cứng của anh giữ cô ở đó trong khi anh dò xét mắt cô và em vẫn còn sợ cuối cùng anh nói quan sát vẻ sợ hãi choáng váng lớn dần trên mặt cô sợ thân mật với tôi cô nuốt nghẹn rồi lại nuốt lần nữa đôi mắt cô hạ xuống lồng ngực để trần của anh không phải vì thế vậy thì vì cái gì cơ thể anh rộn lên cô có thể cảm thấy hơi nóng và sức mạnh của nó và cô mơ hồ nhận ra anh muốn cô dữ dội đến mức nào steve chị gái em đã chết khi sinh con ừ tôi biết cha em đã kể với tôi. Đó là một điều riêng tư, tôi cảm thấy tôi không nên hỏi những điều chi tiết. Tôi chỉ biết chị ấy hơn em 12 tuổi. Cô ngước nhìn anh, chị ấy giống em, cô chậm rãi thì thầm, gầy và mảnh mai, hông không lớn. Họ sống ở miền Bắc. Vào mùa đông, tiết rơi dày 6 feet, chị ấy đau đẻ và chồng chị ấy không thể đưa chị đến bệnh viện đúng lúc. Chị ấy đã chết cả đứa trẻ nữa mách ngập ngừng nhấm nhấm môi dưới sinh nở là một việc khó khăn với phụ nữ trong gia đình em mẹ em đã phải mổ đẻ khi sinh em em rất được che chở và sau khi chị gái em mất mẹ nói về điều đó như thể mang thai cũng sẽ là một án tử hình đối với em bà làm em sợ có thai cô khổ sở nói thêm giấu mặt mình vào anh anh buông lỏng cái ôm thân thiết của mình vì sửng sốt tay anh nâng má cô tới lồng ngực rộng rậm lông của anh và anh giữ cô ở đó để cô cảm nhận hơi nóng của cơ thể anh nhịp đập nặng nề của trái tim anh ngay dưới tai cô chúng ta chưa bao giờ bàn luận đến chuyện này em còn rất trẻ như anh đã nói cô trả lời khép mắt lại em không thể kể với anh nó là một điều quá thân mật để nói và em cũng bị anh áp đảo về mặt thể xác Mỗi lần anh chạm vào em, đầu em trống không và em phát nóng, phát run cả người. Mắt cô vẫn còn nhắm chặt, em vẫn cảm thấy thế. Ngón tay anh nhẹ nhàng cuộn lấy tóc cô, lúc này là để an ủi cô chứ không phải vì kích động. Tôi có thể đã trấn an em nếu em kể với tôi. Có lẽ cô cọ má vào anh, nhưng em có những nỗi khiếp sợ việc mang thai và anh đã trở nên rất cuồng nhiệt đêm đó. Cuộc tranh cãi Dường như giống một lối thoát đến đúng lúc. Anh đã nói em đi đi và sau đó anh đưa đáp đến một nơi công cộng để rồi hình ảnh hai người xuất hiện trên các mặt báo. Em tự nói với chính mình rằng việc chọn theo nghiệp múa có ý nghĩa hơn nhiều việc chọn anh. Điều đó làm cho việc ra đi dễ dàng hơn. Anh nhấc đầu lên, nhìn chăm chăm ra khoảng tối ngoài khung cửa sổ. Vài giây sau, anh nhìn xuống cô, đôi mắt anh nấn ná trên ngực cô cô mỉm cười buồn bã anh không tin em phải không anh vẫn còn cay đắng steve em không nghĩ tôi được phép như thế à cô xê dịch người trên người anh đôi mắt cô vuốt ve khuôn mặt cứng rắn của anh hoàn toàn bình an với anh trong khoảnh khắc thân mật này em không nghĩ anh quan tâm đến mức sẽ bị tổn thương tôi không anh đồng ý dễ dàng nhưng lòng tự trọng của tôi đã chịu một vài tổn thất nicole nói anh đã uống say anh mỉm cười tàn nhẫn bà có nói thêm rằng lúc đó tôi đang ở bên đáp không cô cứng người lại thấy căm ghét anh bàn tay ấm áp của anh phủ lên ngực cô một cách tự nhiên cảm nhận nhịp tim của cô tăng lên trong suốt cơn giận dữ của cô anh dò xét đôi mắt cô tôi vẫn muốn em anh nói đều đều hơn bất cứ lúc nào cô biết điều đó khuôn mặt anh hiển hiện nỗi khao khát nó sẽ không khôn ngoan đâu Cô nói nhẹ nhàng, như anh đã từng nói, Steven, nghiện ngập là một điều tốt nhất nên tránh. Em đang phỉnh phờ bản thân nếu như em nghĩ là tôi điên rồ đến mức trở nên nghiện em lần nữa, anh nói với một nụ cười châm chọc mơ hồ khi tất cả nỗi đau khổ của bốn năm qua trỗi dậy trong anh. Mách bị biểu hiện của anh lôi cuốn. Nhắc đến quá khứ dường như đã mang tất cả những cay đắng trở lại, tất cả thành giận dữ. Cô không biết nói gì, Steven tay anh ấn chặt hơn nữa nóng hổi trên làn da để trần của cô trong không khí hơi giá lạnh của chiếc xe vũ đoàn ba lê của em cần có tiền được thôi mách anh nói mềm mỏng tôi sẽ đưa em ra khỏi hố anh sẽ cô la lên ồ đúng tôi sẽ là thiên thần của vũ đoàn đó nhưng có một cái giá giọng anh quá mềm mỏng cô cảm thấy nỗi sợ hãi như thể nó có thể sờ mó được giá đó là gì cô hỏi em không thể đoán ra sao, anh hỏi với một vẻ ngạo mạn mơ hồ trong nụ cười của mình. Vậy thì tôi sẽ nói cho em, ngủ với tôi, cho tôi một đêm, mách để tẩy sạch em ra khỏi tâm trí tôi. Và đổi lại, tôi sẽ cho em chỗ dựa cho sự nghiệp ba lê quý báu của em. chương 4, nghe chọn bộ tại mê audio com Mách mất một đêm dài không ngủ đau đớn với lời đề nghị của Steven cô thật sự không thể tin được anh lại nói một điều như thế hay tin anh thật sự hy vọng cô sẽ chấp thuận làm sao mà nhiệt tình sôi nổi của anh có thể chuyển sang sự khinh miệt trong một thời gian ngắn đến thế chắc hắn là vì điều cô đã nghĩ tới anh không muốn gì hơn sự trả thù bởi vì cô đã chạy trốn anh nghĩa là sự giải thích của cô đã rơi vào đôi tai điếc đặc hay có lẽ anh không muốn tin vào điều đó và phải chăng anh quá lầm lẫn sau tất cả anh chính là người đã đẩy cô đi anh đã nói cô hãy đi khỏi đời anh bây giờ cô ước rằng cô đã nhắc anh về thực tế đó một cách cương quyết hơn nhưng ảnh hưởng của giọng nói chậm rãi kéo dài của anh đã làm cô quên đi mọi thứ gạt tay anh ra và tự lột áo mình với đôi tay run rẩy trong khi anh cay nhiệt cười nhạo các nỗ lực của cô điều đó thật là tàn nhẫn steve cô đã khàn khàn thốt lên nhìn chằm chặp vào anh khi cuối cùng cô cũng có thể bình tĩnh khôi phục lại được nét mặt thật sao thực tế là tôi muốn thế anh đã nói và lời đề nghị vẫn còn hiệu lực ngủ với tôi và tôi sẽ kéo vũ đoàn yêu quý của em ra khỏi nguy cơ phá sản em cũng sẽ không phải lo về chuyện có thai anh nói thêm khi bắt đầu khởi động xe tôi sẽ bảo vệ em tránh khỏi điều đó đến hơi thở cuối cùng của mình em biết đấy mách bây giờ điều cuối cùng trên thế giới tôi muốn là bị cột vào em bởi một đứa trẻ đôi mắt anh còn nhấn mạnh thêm tác động chậm rãi di chuyển khắp người cô như thể anh có thể thấy mọi thứ dưới quần áo cô tất cả điều tôi muốn là để cho sự điên rồ này kết thúc đi một lần và mãi mãi như thể nó cũng đã từng là như thế, cô đột nhiên nghĩ, khi anh bỏ cô lại cửa nhà mình không nói một lời và lái xe đi. Sự điên rồ, như anh đã gọi tên nó, vẫn chỉ là một điều ngắn ngủi, bởi vì cô đã chọn con đường dễ dàng là ra đi 4 năm trước. Cô không thừa nhận nỗi sợ hãi của mình và mối nghi ngại về sự thân thiết với anh, hay chất vấn anh về đáp cô phát sợ phải nói điều cô đã nghĩ thậm chí còn sợ hơn nữa phải chiến đấu dành tình yêu của anh thay vào đó cô nghe lời những người khác cha anh và mẹ cô những người muốn cô có một sự nghiệp múa ba lê và không bao giờ vướng vào chuyện có thai đầy rủi ro nhưng động cơ của steven thậm chí còn ít rõ ràng hơn cô thường kín đáo nghĩ rằng Steven chỉ hơi lạnh lùng trong cách biểu lộ cảm xúc thôi, rằng có lẽ anh sẽ thoải mái hơn khi giai đoạn đính hôn của họ chấm dứt. Sự tìm hiểu của anh về cô rất miễn cưỡng, mang sức ép như thể nó hoàn toàn trái với lý trí minh mẫn của anh. Lúc đó, Mac đã nghĩ rằng tình yêu là điều gì đó anh sẽ không bao giờ hoàn toàn hiểu rõ. Cuộc đời anh chỉ biết chút ít về nó. Cha anh muốn có một con rối ông có thể điều khiển. Mẹ anh xa cách anh từ khi anh vẫn còn là một đứa trẻ, không thể hiểu được bản tính dữ dội của anh chứ chưa nói đến đối mặt với những quyết định quyết đoán của anh trong mọi vấn đề. Steve đã lớn nên thành một người cô độc. Anh vẫn thế. Anh có thể dùng một người đàn bà để giải tỏa những thèm khát sinh lý của mình, nhưng anh né tránh những gần gũi tình cảm. Mac đã cảm thấy điều đó, dù là ở tuổi 18. Ở khía cạnh nào đó, nó chính là một phần rất riêng biệt của Steve làm cô phải trốn tránh. Cô có đủ khôn ngoan để biết rằng tình yêu và khao khát anh dành cho cô sẽ không bao giờ có mối liên hệ. Bây giờ nhớ lại, luôn luôn trong những ngày ấy, còn là nỗi sợ phi thực tế của cô về việc sinh nở. Bây giờ cô tự hỏi phải chăng mẹ cô đã nuôi dưỡng nỗi sợ đó một cách thái quá để ép cô đi theo con đường bà mong muốn mẹ cô là một người thích thao túng người khác chính hiệu. Giống như cha của Steve. Đêm qua, Mách đã chạy nhào lên gác gọi với lại một câu chúc ngủ ngon tới anh trai mình còn đang ngồi xem một bộ phim chiếu muộn trong phòng khách. Cô đã cố kìm chế cho đến khi vào đến phòng mình, và rồi những giọt nước mặt giận giữ ảo ảo tuôn rơi. Một đêm ân ái để đổi lại sự hỗ trợ tài chính. Anh thật sự nghĩ rằng bản thân cô nghèo túng đến thế. Ôi, Steven có thể giữ hơi thở của mình cho đến khi cô cầu anh giúp đỡ tài chính, cô cuồng nộ nghĩ. Kiểu gì thì vũ đoàn của cô sẽ xoay sở được. Chương 5, nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. David cùng Mike đã đón một chiếc taxi tới nhà hàng và đã được đưa về nhà cùng Ahmed trên chiếc limousine có tài xế riêng của anh ta. Steven, như Mách nhận thấy thậm chí còn không đề nghị cho họ đi cùng có lẽ anh đã có kế hoạch khác một kế hoạch có đa thật là buổi tối tuyệt vời David nhận xét anh sẽ ở lại wichita bao lâu hả Ahmed cho đến khi những giấy phép cuối cùng được ký xong Ahmed trả lời anh ta liếc nhìn Mách với vẻ dò xét từ tốn táo bạo trong đôi mắt đen lóng lánh lại thánh Allah khi nhiệm vụ buộc tôi quay lại quê hương em có chắc là em sẽ không cân nhắc đến việc đi với tôi không tiểu thư anh ta tán tỉnh em có thể mặc chiếc váy đó và bỏ bùa mê tôi khi em múa mách nặn ra một nụ cười nhưng cô đang có nhiều lo sợ về tương lai của cô mắt cá chân của cô không bình phục tốt hơn sau vụ chấn thương mối lo lắng của cô lớn dần từng ngày em rất lấy làm tự hào cô mở đầu chúng tôi đã cho phép phụ nữ ở nước mình tự do hơn, anh ta trầm ngâm. Ít nhất họ không còn phải mặc những chiếc áo trùm kín từ đầu đến tận gót chân và che mặt khi ở nơi công cộng nữa. Anh đã có vợ chưa? Cô hỏi nghiêm túc không phải là tín đồ Hồi giáo được phép lấy bốn vợ sao? Nét cười ánh lên trong mắt anh ta chưa? Tôi chưa có vợ đúng là một tín đồ hồi giáo có thể lấy bốn vợ nhưng trong khi tôi tiếp thu nhiều bài giảng của giáo đồ tôi không phải là người hồi giáo thưa tiểu thư tôi đã được nuôi dạy là một người thiên chúa giáo điều đó ngăn cản tôi theo chế độ đa thê đường kia ngay trước mặt chúng ta david nói nhanh ra hiệu về phía con phố nhà họ anh không vào thăm nhà chúng tôi sao ahmed anh nói thêm mỉm cười với ahmed không hãy vào chơi mách đề nghị chúng tôi có thể mời anh uống cà phê cả tài xế của anh nữa có lẽ để lần khác ahmed lịch sự nói liếc ra sau nhìn một chiếc xe màu đen ở gần đó tôi có một cuộc hẹn tối nay ở khách sạn được ạ à, mách trả lời cảm ơn đã đưa chúng tôi về hẹn gặp lại anh ngày mai david nói khi họ rời xe ahmed gật đầu Thứ sau này sẽ kết thúc công việc kinh doanh của chúng ta, anh ta nói, tôi rất vui được mời hai bạn cùng Steven tới dự một buổi trình diễn ở nhà hát. Tôi đã lấy vé trước khi chờ các bạn chấp thuận rồi. Mách khích động, tôi rất thích. Anh David, chắc chắn rồi, anh trai cô nói một cách sẵn lòng. Anh mỉm cười, cảm ơn anh. Vậy thì tôi sẽ cho xe đến đón các bạn lúc 6 giờ chúng ta sẽ ung dung thưởng thức bữa tối trước khi đến giờ diễn. Anh ta không giúp Mách xuống xe nhưng mỉm cười và vẫy Mách khi David đóng cửa xe lại. Chiếc limousine tăng tốc với chiếc xe đen bám sát sau nó. Anh ta được bảo vệ à, cô thận trọng hỏi David. Đúng vậy, David nói nhưng tránh nhìn cô, anh ta có người bảo vệ. Em thích anh ta, cô nói, khi họ bước đến cửa trước. David liếc nhìn cô, em rất lặng lẽ từ sau lúc nhảy cùng Steve, anh đánh giá, có thêm chuyện rắc rối à, cô thở dài buồn rầu không thực sự. Steven chỉ nhồi đáp vào họng em thôi. Làm sao điều đó làm phiền em được? Có thể anh ấy đang cố làm em phát ghen thôi. Điều đó chỉ đến khi có một ngày Steven Riker xuống cấp đến mức phải dùng tới thủ đoạn đó. David định nói rồi quyết định thôi anh chỉ mỉm cười khi mở khóa cửa và để cô vào trước ahmed rất bí ẩn cô nói nhanh đúng là anh ta không thật sự giống như vẻ ngoài anh ta rất ra dáng quý ông không phải sao cô nói thêm đầy ý nghĩa anh trao cho cô một cái nhìn chằm chằm trống rỗng ahmed ư ừ ồ đúng chắc chắn rồi ý anh là dĩ nhiên là thế nhìn anh như thể anh vừa cắn vào lưỡi nhưng, bất chấp thực tế Ahmed là người thiên chúa, anh ta thực sự là một người Arab trong những thói quen và đức tin của anh ta. Và ngay lúc này, đất nước anh ta là ổ của những mưu đồ và hiểm nguy. Anh quan sát cô một cách chăm chú, em không xem tivi nhiều lắm phải không, Max? Ý anh là chương trình thời sự trong nước Ý, chương trình đó quá buồn tẻ đối với em, cô thú nhận. Vâng, em không xem tin tức hay đọc báo trừ phi em không thể tránh được. Em biết, cô nói trước khi anh có thể chấn chỉnh cô về việc đó. Em đang rút đầu vào cát. Nhưng nói một cách thực tế, David, em thì có thể làm gì để thay đổi những điều đó? Chúng ta bầu ra các cử tri và tin tưởng họ để có được những lợi ích tốt nhất cho chúng ta. Không phải là bộ máy tốt nhất đang hoạt động, nhưng bây giờ em không thể ra nước ngoài và nói mọi người làm những điều em nghĩ họ nên làm, có phải không ạ? không tổn hại gì khi em có hiểu biết về tình hình thời sự anh nói mặc dù đúng là bây giờ có thể nó cũng chẳng tổn hại gì khi em không biết anh nói thêm qua kẽ răng hẹn gặp em sáng mai vâng cô nhìn chằm chặp anh từ phía sau bối rối có những lúc david có thể cực kỳ khó hiểu tuần đó david không mời steve tới nhà vì anh có thể thấy sự hiện diện của anh ấy ảnh hưởng đến mách như thế nào nhưng mặc dù wichita là một thành phố lớn ta vẫn có thể đụng độ với mọi người khi ta cùng đến những khu vực công cộng mách đã khó khăn phát hiện ra điều đó khi cô đến một hiệu tạp hóa mà gia đình cô vẫn thường ghé thăm để mua một món quà sinh nhật cho david ở đó cô đã gần như đâm sầm vào steve theo đúng nghĩa đen nếu cô bị sốc và không thoải mái khi gặp anh phản ứng cô nhận được cũng giống thế anh mang vẻ căm ghét ngay lập tức đôi mắt cô lảng tránh cơ thể cao thon trong bộ vest màu nâu nhạt anh đang mặc cô vẫn còn quá đau đớn khi nhìn anh tìm mua một bộ vest sao anh hỏi một cách châm biếm em sẽ mất thời gian để tìm được bộ nào đó vừa với em ở đây em đang tìm mua tặng david nhân sinh nhật anh ấy vào tuần tới cô căng thẳng nói một sự trùng hợp khác thường tôi cũng thế không phải là thư ký của anh, cô nhấn mạnh những từ ngữ này, lo lắng cho những việc lặt vặt kiểu này giúp anh sao? Tôi tự chọn quà cho những người bạn của tôi, anh nói với thái độ kiêu kỳ lạnh lùng, bên cạnh đó, anh nói thêm trong khi quan sát khuôn mặt cô tôi có những mục đích khác với Daf. Tôi không muốn để cô ấy quá mệt lúc ban ngày, ám chỉ rằng anh muốn cùng cô ta tiêu khiển vào ban đêm. Mách phải đấu tranh nén cơn giận và nỗi chán ghét Cô giữ mắt mình trên những chiếc cà vạt chắc chắn là không rồi, cô nói với sự hài hước gượng ép. "Cha tôi đã đúng ở lần đầu kia, anh nói ngắn ngủn, giận điên lên với sự không phản ứng của cô. Cô ấy sẽ là một người vợ hoàn hảo. Tôi không biết tại sao tôi lại mất 4 năm để nhận ra điều đó." Trái tim cô đã chết, đã chết cô nuốt nước bọt đôi khi ta không nhận ra giá trị của nhiều thứ cho đến khi quá muộn hơi thở anh nghẹn lại không rõ ràng lắm không phải là chúng ta chứ cô nhìn lên mắt cô là cả một bể xanh dương long lanh vẻ ác ý em đã không nhận ra múa ba lê có ý nghĩa nhiều thế nào với em cho đến khi em đính hôn với anh cô nói với nụ cười lạnh bàn tay anh siết chặt lại anh cố gắng kìm chế và mỉm cười như chúng ta đã từng nói trước đây chúng ta đã có một cuộc đào thoát may mắn anh vênh mặt lên và đánh giá cô thế vấn đề tài chính cho vũ đoàn của em thì sao anh nói thêm một cách có chủ ý cô hít vào một hơi ngắn vẫn ổn cảm ơn anh cô nói một cách độc địa em sẽ không cần sự giúp đỡ nào cả đáng tiếc anh nói để mắt anh chấm hết câu ồ thật sao em chắc chắn là dave sẽ không đồng ý ồ cô ấy không mong tôi chung thủy vào thời gian chơi bời này anh trả lời lười biếng không mong ít nhất cho đến khi chuyện đính hôn được công bố chính thức mách cảm thấy tê tái cô biết màu sắc đang từ từ rời khỏi mặt cô nhưng cô vẫn đứng thẳng mà không cần tìm điểm tựa em biết tôi vẫn còn nhẫn của em anh nói như một câu chuyện vãn được khóa chặt trong kết của tôi cô nhớ đã đưa nó cho mẹ cô để trao lại cho anh ký ức đó thật là sống động và dữ dội dave dave tôi giữ nó để nhắc tôi nhớ tôi đã ngốc nghếch đến thế nào khi nghĩ tôi có thể muốn một người vợ như em anh tiếp tục tôi sẽ không mắc phải sai lầm như thế lần nữa dave không chỉ muốn một sự nghiệp cô ấy muốn có con với tôi anh lạnh nhạt và thô lỗ nói thêm cô cụp mắt xuống kiệt sức gần như phát ốm với nỗi đau mà những điều anh nói mang lại tay cô run rẩy khi cô sờ lên một chiếc cà vạt lụa Ahmed đã mời bọn em ăn tối và đi xem hát tối thứ sáu này, ơn chúa, giọng cô chỉ run run chút xíu. "Tôi biết anh nói, có vẻ không vui với điều đó." Cô buộc mình ngước mắt lên, "Không phải là anh cố ý gây ảnh hưởng với em, đúng không, Steven?" Cô lặng lẽ hỏi, "Em biết anh ghét em." "Không cần phải làm tất cả những điều này." Cô ngừng lại, gần như nghẹn lời với những từ ngữ vừa buột ra không cần nhưng vậy thì em sẽ không biết tôi cảm thấy thế nào đúng không mách em chưa bao giờ biết em cũng chưa bao giờ nói ra một lời kết tội anh thọc sâu tay vào túi quần và quắc mắt nhìn cô dầu sao cô có vẻ mong manh trong bộ áo liền quần màu xanh lá cây nhạt cô đang mặc ahmed sẽ sớm rời đi anh nói với cô đừng thân cận với anh ta anh ấy là một người bạn thế thôi Đôi mắt ánh bạc trượt qua mái đầu cong cong của cô với vẻ hơi đói khát rồi nhanh chóng rời đi. Việc luyện tập thế nào? Tốt à, cảm ơn anh. Anh ngập ngừng, xù lông lên với cơn giận khủng khiếp. Khi nào em đi, anh hỏi thẳng. Cô không phản ứng gì. Cuối tháng này, anh chút một hơi thở dài. Ồ, cảm ơn chúa vì điều đó, đôi mắt cô nhắm lại một giây. Cô đã thấy đủ rồi. Cô giật chiếc cà vạt cô đang xem xét khỏi giá và bước đi, không nhìn anh hay nói gì với anh. Cô họng cô nghẹn lại, sưng tấy. "Tôi sẽ lấy cái này," cô nói với người nhân viên đang mỉm cười và đưa thẻ tín dụng của mình. Giọng cô nghe là lạ. Steven đang đứng ngay sau cô tuyệt vọng cố thốt lên một lời xin lỗi. Thù nghịch với cô đang dần trở thành một thói quen tất cả những điều anh có thể nghĩ là anh yêu cô nhiều bao nhiêu và cô đã vứt bỏ anh dễ dàng đến mức nào anh không tin tưởng cô nhưng chúa ơi anh vẫn còn muốn có cô cô đã tô màu các giấc mơ của anh không có cô mọi thứ đều nhợt nhạt thậm chí ngay lúc này nhìn cô thôi cũng đủ nuôi dưỡng trái tim anh nâng đỡ tâm hồn anh cô mới đáng yêu làm sao chân thành ngọt ngào và dịu dàng và tất cả mọi thứ cô muốn chỉ là một đôi giày múa và một cái sân khấu thâm tâm anh gầm gừ anh sẽ sống thế nào khi cô lại rời đi anh không bao giờ nên chạm vào cô bây giờ sẽ còn tồi tệ hơn trước đây bây giờ anh sẽ lại nhìn cô rời đi lần thứ hai và một phần con người anh sẽ chết đạp sẽ đến với anh tối nay hay anh không nghĩ anh có thể cứu vãn vũ đoàn của mách cảm ơn chúa vì có dav cô là một người bạn và khá sẵn lòng để trở thành như thế nhưng bây giờ cô là người đồng sự mà thôi một phần của vụ kinh doanh nguy hiểm có liên quan đến ahmed cô có đặc quyền được biết những điều mà không ai trong công ty anh biết tuy vậy cô cũng là sự ngụy trang của anh dav có người đàn ông của chính mình một trong hai nhân viên chính phủ đang bảo vệ cẩn thận ahmed nhưng thật may mách không biết điều đó Steven cũng đang trong tình trạng nguy hiểm gần như nhiều bằng Ahmed anh không thể nói với Mách mà không phải tiết lộ vài câu trả lời tối mật tất nhiên Daphne, biết cô được bảo vệ như anh và như Ahmed nhưng mặc kệ nỗi chua sót anh dành cho Mách anh không muốn cô rơi vào tầm nguy hiểm yêu cô là một căn bệnh đôi lúc anh nghĩ thế và không có thuốc chữa thậm chí không có cả thuốc hạ nhiệt cô là máu trong huyết quản anh và vì cô anh có thể hy sinh anh không hề quan trọng với cô vì tất cả điều cô cần từ cuộc đời là múa hiểu biết đó cắt sâu vào tim anh nó làm anh trở nên thô lỗ nhưng làm tổn thương cô cũng không mang lại sự vui vẻ cho anh anh nhìn cô với đôi mắt đầy sở hữu khao khát được ôm cô và nói xin lỗi cô vì điều thô lỗ vừa rồi việc thanh toán của cô đã xong mách rời quầy thu ngân và quay đi mà không nhìn lên Steven, bị thúc đẩy bởi những áp lực quá mạnh để kìm chế, nhẹ nhàng nắm tay cô và kéo cô đi cùng anh đến một chỗ khuất sau mấy bộ vest. Anh nhìn xuống cô trong nỗi ngạc nhiên của cô, đôi mắt cô đầy đau đớn cho đến khi cơ thể anh lại bắt đầu rộn lên, tôi làm em tổn thương phải không, anh nói cộc cằn, tôi không định thế. Có chúa nhân từ, tôi không cố ý thế, mách. Anh không ư, cô hỏi với nụ cười buồn, yếu ớt hoàn toàn đúng steve cô nhẹ nhàng nói lảng tránh mắt anh có chúa biết anh có quyền làm thế sau những gì em đã làm với anh cô giật tay khỏi tay và nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng những chiếc xe và mọi người nhòe đi trước mắt cô steve nguyền rủa bản thân trong khi anh nhìn theo cô cho đến khi cô hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn anh chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như thế này trong đời Mách dành cả tuần còn lại cố gắng luyện các bài tập của cô mà không nghĩ đến Steve và Dave. David không nói nhiều, nhưng anh đã nói chuyện với Steve vào buổi tối sau hôm cô gặp anh ở cửa hàng và Mách nghe lén đủ để nhận ra là Steve đang đưa Dave ra ngoài tối đó. Điều đó làm tim cô nhói đau. Cô gọi điện đến quản lý vũ đoàn của mình, Talbot Moss vào ngày thứ năm thật vui khi cô gọi, ông ta nói, tôi nghĩ tôi có thể chi trả được các hóa đơn của chúng ta rồi. Cô có thể quay lại New York để diễn tập vào tuần tới không? Cô trở nên căng thẳng. Trong thời gian đó, chỉ một phép màu mới chữa khỏi mắt cá chân cho cô. Nhưng cô lưỡng lự, cô không muốn thừa nhận sự bình phục chậm chạp của mình. Hơn thế cô biết cô không thể mua sớm thế. Cô không thể ép những từ ngữ thốt ra múa là tất cả mọi thứ cô có steve đã chối bỏ cô rất hiển nhiên bất cứ hy vọng nào về chuyện đó cũng đã mãi mãi biến mất giấc mơ của cô về một trường học múa bêu dành cho những cô bé từ từ lớn dần nhưng nó sẽ phải được mở ở wichita liệu cô có thật sự chịu nổi việc nhìn thấy steve suốt không tình bạn của anh với david sẽ có nghĩa là có thể đưa anh đến nhà cô bất cứ lúc nào không cô phải tập cho mắt cá chân mình nhanh khỏi cô phải múa nó là lối thoát duy nhất cô có lúc này sự thô lỗ vừa rồi của steven chỉ nhấn mạnh thực tế là cô chẳng hề có chỗ trong cuộc đời anh đè nén sự hoảng hốt cô ép mình cười to lên tôi có thể sẵn sàng trong một tuần nữa cô la lên tôi sẽ ở đó sẵn sàng với đôi giày múa của mình cô gái ngoan tôi sẽ nói henrietta là cô sẽ ở căn phòng cũ của cô mắt cá chân cô tiến triển tốt chứ khá tốt cô nói dối vậy thì gặp lại cô tân tới ông ta treo máy mách cũng vậy sau đó cô đứng nhìn xuống máy điện thoại một lúc lâu trước khi cô có thể rời đi một lời nói dối tiếp nối lời nói dối khác nhưng cô có thể nói dối thế nào khi cô chơi vơi trên đôi giày múa để cố gắng trình một điệu bêu cô gạt suy nghĩ bi quan ra khỏi tâm trí và quay lại với thanh tập nếu cô tập trung có nhiều hy vọng cô có thể đạt được điều cô phải làm david dừng lại ở lối cửa để quan sát cô vào chiều thứ năm khi anh từ công ty về nhà anh đang cau mày và khi cô dừng lại để nghỉ cô không thể làm gì ngoài việc nhận thấy mối quan tâm trong mắt anh điều được anh che giấu đi rất nhanh nó thế nào rồi anh hỏi cô cười toét với anh quyết tâm không để anh thấy sự lo lắng của chính cô Chậm nhưng chắc chắn ạ, à, cô nói với anh. Anh nhấm nhấm môi. Bác sĩ trị liệu nói sao em? Đôi mắt cô chớp chớp và cô tránh nhìn thẳng vào anh. Ô, oh, rằng sẽ mất thời gian à, em định bắt đầu trình diễn lại trong một tháng nữa, anh tiếp tục. Thực tế đến lúc ấy em có chắc chắn đã sẵn sàng chưa? Thực tế là một tuần nữa à, cô căng thẳng nói, rồi kể với anh về cuộc điện thoại. Anh phản đối kịch liệt. David, vì chúa, em sẽ ổn mà. Cô thốt lên, cáu giận khi nghe thấy nỗi lo lắng của chính cô được nói lên từ miệng anh. Anh nhét tay vào túi quần với một tiếng thở dài não nề. Được thôi, anh sẽ không nói nữa. Ahmed sẽ đến đây lúc 6 giờ, vâng, em nhớ à, và anh không cần có vẻ lo lắng như thế. Em biết là anh ấy mời cả Steve và Dave mà, vai anh nâng lên và cảm thấy nặng nề. Anh biết điều gì đang xảy ra nhưng anh không thể nói với Max. Cô có vẻ ám ảnh và anh cảm thấy tồi tệ. Anh xin lỗi. Cô nén những ký ức về lần gặp mặt cuối với Steven, những điều đầy đau đớn anh đã nói. Sao ạ? À? Cô hỏi lại với vẻ lạnh nhạt có chủ ý. Cô vỗ nhẹ mặt mình bằng chiếc khăn tắm quấn quanh cổ. Em không phiền đâu, được. Cô ngước mắt nhìn anh. Mà nếu em có phiền, David, nó sẽ làm được gì tốt đâu? em đã bỏ chạy, 4 năm trước, cô nhẹ nhàng nói. Em có thể ở lại đây và đối mặt với anh ấy, đối mặt với cô ấy. Em đã để mình bị thao túng, và em đã ném tất cả cơ hội đó đi, anh không hiểu sao. Em chưa bao giờ nhận ra điều đó đã làm anh ấy tổn thương đến thế nào, cô quay người, cố kìm nén những giọt nước mắt. Dầu sao, bây giờ anh ấy đã có lựa chọn của mình, và em mong anh ấy sẽ ổn. Em chắc là Daph sẽ làm hết sức mình để anh ấy hạnh phúc. Cô ấy đã quan tâm đến anh ấy một thời gian dài rồi. Cô ấy quan tâm đến anh ấy, đúng anh đồng ý, nhưng anh ấy không yêu cô ấy. Anh ấy chưa bao giờ yêu. Nếu có, hẳn anh ấy đã cưới cô ấy ngay tắp lự rồi. Có lẽ thế, nhưng anh ấy có thể thay đổi cảm xúc với cô ấy rồi. Anh trao cho cô một cái nhìn hài hước nếu em có thể thấy cách anh ấy đối xử với cô ấy ở văn phòng, em sẽ không tin điều đó đâu. Đó là công việc cực kỳ khắc nghiệt. Thậm chí không có một cái liếc mắt đưa tình giữa họ. Vâng, những anh đã nói rằng tất cả trở nên loạn xị khi cô ấy đi khỏi. Anh nhăn nhó thì đúng vậy. Trái tim cô nặng như trí. Cô quay đi hướng đến cầu thang. Dầu sao, em sẽ quay lại New York sớm thôi. Em gái, anh dịu dàng nói. Cô dừng lại mà không quay lại. Anh có thể giúp gì em? Cô lắc đầu, "Không ạ, à, cảm ơn anh." Cô nghẹn ngào, "Cảm ơn anh nhiều, David." Anh nghĩ em có thể lãng quên anh ấy đúng lúc. Cô nghiên cứu bàn tay để trên lan can. "Em đã cố, anh biết mà cô nói hơi thiếu chắc chắn." Cô hít vào một hơi ngắn, "Em đã có sự nghiệp múa của em, David. Đó sẽ là sự đền bù." anh nhìn cô đi lên gác với một sự chắc chắn tồi tệ rằng ba lê sẽ không phải là sự đền bù cho một cuộc đời thiếu steve dáng điệu của cô rất đau đớn mắt cá chân của cô không phục hồi tốt hơn chút nào cô hẳn là phải biết điều đó nhưng cô cũng phải biết là steven sẽ không nhượng bộ bất cứ cảm xúc gì anh có với cô không khi mà anh đã bị tổn thương quá nặng nề trước đây david lắc đầu và lên gác về phòng mình để thay đồ chiếc xe limousine sẽ sớm tới mách không có nhiều đồ để mặc nhưng một lần cô đã mua một chiếc váy đầm đặc biệt cho một bữa tiệc lớn cô mặc nó tối nay nó là chiếc váy đầm quay dây có màu rượu cốc tai pha nhiễu đen với phần chân váy rộng lùng thùng và phần cúc ngực buộc dây david nhìn cô lạ lùng khi cô mặc nó xuống gác ahmed sẽ ngất xỉu đấy anh nhận xét Cô cười, chạm vào mái tóc cuốn cao cô đã mất nửa giờ để sửa sang. Những lọn tóc nhỏ hoe vàng buông lơi quanh cần cổ cao thanh tú của cô. Em hy vọng là không ngay tức thì cô nói khẽ, nó không thật sự lộ liễu, cô nói thêm, "Xoa dịu anh, nó chỉ trông giống thế thôi." Nó đã làm một cú hít lớn khi em mặc nó ở thành phố New York đây không phải là thành phố New York và Steven sẽ rất giận dữ đấy, nghe đến tên anh làm trái tim cô nảy lên. Đôi mắt cô lóe sáng, Steven có thể làm thế với niềm sung sướng của em. Anh từ bỏ nỗ lực gian dạy cô, nhưng anh đã thuyết phục được cô khoác thêm một chiếc khăn choàng gen đen bằng cách nói với cô rằng Steven có thể chút giận lên anh thay vì lên mách chiếc xe limousine rất tiện nghi nhưng mách có cảm xúc kỳ quặc nhất rằng cô đang bị theo dõi cô liếc ra ngoài cửa sổ màu đen và không nhìn thấy ai ngoài hai chiếc xe đang theo sau em đang tự hỏi ai ở trong chiếc xe thứ hai kia cô thì thầm đừng hỏi david nén cười có lẽ là xe qua đường thôi anh kinh ngạc ngả ra sát cửa hơn và nói với giọng cộc lốc anh thật đáng thất vọng, David, em có họ với anh, anh trả lời tự mãn, vậy điều gì làm em khác anh? Cô giơ tay lên trời và ngả đầu lại ghế. Đó là một đêm cô không mong chờ. Suốt cả tuần, cô đã khiếp sợ nó. Nhưng khi Ahmed đi rồi, cô sẽ không cần gặp Steve trong các buổi xã giao nữa. Cô có thể tránh anh cho đến khi cô quay lại New York tuy nhiên nếu hình ảnh anh đi cùng dave có xé nát tim cô thì cũng không ai biết được điều đó trừ chính cô